Được rồi, bọn họ đều đi rồi, nói điều kiện của cậu đi. Thứ nhất, tôi muốn một công việc ở Hoàn Cầu. Rất đơn giản, chỉ cần cậu giúp Tiễn Vũ thoát khỏi khó khăn lần này, Hoàn Cầu đương nhiên sẽ hoan nghênh một nhân tài như cậu. Thứ hai, tôi muốn có được một bất động sản dưới tên của ông Trử đây. Bất động sản, cậu muốn bất động sản nào? Kim Đô Bích Hải. Năm đó bố mình với Trử Hồng Quang là đối thủ một mất một còn. Sau khi bố mình phá sản, căn nhà đó bị tòa án bán đấu giá. Trử Hồng Quang vì rất ghét bố mình nên đã mua đứt nó. Có khi ông ta vẫn còn chưa ở tới, có thể không thành vấn đề. Vậy thì chúng ta hợp tác vui vẻ. Tạch tạch. Lần đầu tiên giả làm con trai thật căng thẳng. Phù, mặc dù có chút trắc trở nhưng cuối cùng cũng hoàn thành. Yeah. Diệp tiên sinh xin dừng bước. Hàn tiên sinh, cho dù mục đích của anh là gì, cảm ơn. Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Không cần khách khí, bạn tôi là fan ruột của anh, tôi cũng thế. Hai ngày sau, người phụ nữ họ Chịu đó vậy mà liên kết tất cả các phóng viên mở một cuộc họp báo, hơn nữa còn là phát trực tiếp. Rõ ràng đã đưa ra tòa rồi, vậy mà trước khi phiên tòa bắt đầu lại làm những chuyện này. Đây có khác nào là tự mở công đường riêng chứ? Tút tút tút. Alo, Diệp tiên sinh, xem trực tiếp đi. Ồ, được. Triệu tiên sinh, chúng tôi rất thấu hiểu sự thống khổ của ông. Khách sạn Đế Đô. Nhưng để người phạm tội nhận được trừng phạt thích đáng, vẫn là mong ông có thể nói rõ sự thật cho quần chúng biết được. Được thôi. Đây là đoạn ghi âm của con gái tôi. Cạch cạch. Hắn sờ con. Còn gì nữa không? Hắn sờ rất nhiều nơi. Hức hức hức. Đứa con gái đáng thương của ta, sau này nó phải sống thế nào đây? Cả cuộc đời đều bị hủy trong tay tên xúc sinh đó rồi. Chúng tôi làm bố mẹ nhưng lại không bảo vệ được con bé. Hàn Tiễn Vũ có còn là người không? Ngay cả một đứa nhỏ như vậy cũng. Tôi vậy mà từng thích người như vậy. Loại người như vậy tốt nhất cứ trực tiếp thiến đi. Nguyền rủa con gái hắn sau này cũng bị xx. Xúc sinh, cô bé đó thật đáng thương. Bố mẹ đứa bé đừng khóc, người sai không phải các người. Hay là tắt đi, đợi đã. Triệu tiên sinh, tôi là phóng viên Cao Phi của Tuần San Hỏa Tinh. Có thể hỏi anh một vài vấn đề không? Anh nói đi. Cảm ơn, có điều tôi nói trước. Tôi muốn cho mọi người xem một đoạn video này có được không? Đương nhiên, mời anh. Cảm ơn. Triệu tiên sinh, sau khi xem đoạn video này có ý nghĩa gì? Thật ngây thơ, dễ thương quá đi. Nhỏ như vậy mà nhảy tốt như thế, quả là thiên tài. Có ý gì à? Vị phóng viên này muốn làm gì? Rất dễ thương. Được rồi, vậy mời mọi người xem. Quá dễ thương, cô bé nhảy giỏi. Thật tao muốn lên bao nhiêu tiền một đêm? Biến thái sao? Những lời nói này cũng dám nói ra. Người này không phải là Hàn Tiễn Vũ chứ? Khẳng định là hắn. Cái tài khoản Weibo bị tìm ra rồi. Đồ biến thái, đồ biến thái. Tin mới vừa vặn nhìn thấy. Cái gì mà tài khoản Weibo chứ? Đám phóng viên này điên rồi sao? Mọi người đều nhìn thấy rồi. Nhìn thấy đứa trẻ dễ thương thì người thường chỉ thấy dễ thương, chỉ có bọn ấu dâm mới có suy nghĩ bẩn thỉu như vậy. Không sai, hơn nữa thời gian chỉ là 7 năm trước, không ngờ tới tên xúc sinh Hàn Tiễn Vũ này ẩn mình lâu như vậy. Phải trừng phạt Hàn Tiễn Vũ, trả lại người bị hại một công đạo, không thể nhân nhượng loại biến thái này. Triệu tiên sinh, ngài cho rằng lời bình luận trên mạng này là của bọn ấu dâm? Đương nhiên rồi, đây không phải là ấu dâm thì là gì? Thế thì mọi người xem, bình luận dơ bẩn này rốt cuộc từ miệng ai nói ra? Thuốc lá cô đơn, thật dâm, muốn lên bao nhiêu tiền? Đây, sao có thể? Đây không phải là tài khoản của Triệu Đại Dũng sao?
Thật hay giả thế? Đây là lời do Triệu Đại Dũng nói ra. Bức ảnh này có phải đã Photoshop không? Cao Phi, tốt xấu gì anh cũng từng là một phóng viên giải trí hàng đầu của cả nước. Vậy mà lấy một tin giả ra, thật là quá khó coi. Weibo tôi đã phát, mọi người có thể tự mình xem. Thật là điên đảo rồi, thật sự là do Triệu Đại Dũng đăng. Thật là chứng cứ vô cùng xác thực. Cái này là chuyện của nhiều năm về trước rồi, thì có thể chứng minh được cái gì? Tôi mới không phải ấu dâm, tôi chỉ chém gió trên mạng mà thôi. Triệu tiên sinh, ngài vừa nãy mới nói người có thể nói ra loại từ này tuyệt đối là bọn ấu dâm sao? Tôi... gật đầu. Cũng như mọi người đã thấy, Triệu Đại Dũng, hắn ta chính là một tên ấu dâm rành rành. Hơn nữa, dựa vào đó chúng tôi đã tiến hành điều tra, chứng cứ không chỉ có thế. À, còn nữa, tên Triệu Đại Dũng này đến cả con gái ruột của mình cũng không tha. Cái gì? Con gái ruột cũng không tha, quá biến thái rồi. Anh... cặn bã. Anh ngậm máu phun người, phóng viên mấy người nói chuyện không chịu trách nhiệm sao? Có chứng cứ sao? Cần chứng cứ đúng không? Tôi thấy anh đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Soạt, nhà đầu nhà tôi thấy thế nào? Thuốc lá cô đơn. Đó không phải là con gái của Triệu Đại Dũng sao? Đúng là cầm thú, đến cả con gái cũng xuống tay được. Loại người này cũng xứng làm cha. Bị lừa rồi, trả nước mắt lại cho tôi, biến thái chết đi được. Hàn Tiến Phú có phải là bị vụ oan rồi không? Thật ghê tởm. Triệu Đại Dũng, bây giờ anh còn gì để nói nữa không? Đây là ảnh chụp thường ngày của con gái tôi. Tôi không có xâm phạm con gái của mình. Triệu tiên sinh, tấm hình này là do anh chụp sao? Tấm hình này là... Tiễn Vũ, mau nhìn đi, dư luận bắt đầu chuyển hướng rồi. Thật sự là đảo ngược tình thế rồi. Anh Dương, anh cho rằng Triệu Đại Dũng là ấu dâm thật sao? Sao thế? Nhìn bên ngoài có thể thấy được chứng cứ xem ra rất nhiều, nhưng nếu xem từng cái chứng cứ riêng lẻ, anh còn cảm thấy chứng cứ này sẽ được chấp nhận sao? Lẽ nào Diệp Bạch? Không sai, cậu ta còn đang gậy ông đập lưng ông. Vu cáo hãm hại ngược lại Triệu Đại Dũng, chiêu này có vẻ vô sỉ nhưng rất lợi hại, quả thật. Tuy dư luận đã bắt đầu đảo ngược, nhưng Diệp Bạch nói nội trong 7 ngày trả lại sự trong sạch cho cậu, cậu ta có thể làm được không? Tôi tin cậu ấy. Buông tôi ra, tôi muốn về nhà mẹ đẻ. Cô làm loạn cái gì? Bây giờ bên ngoài toàn là phóng viên, chúng ta chỉ cần kiên trì thêm mấy ngày nữa là tiền đến tay. Tiền, ông chỉ biết đến tiền. Bây giờ cả nhà chúng ta bị ép đến chết rồi, đòi tiền còn có mạng mà xài không? Bởi vì cùng ông làm chuyện độc ác, đến cả thanh danh của con gái đều đã bị hủy rồi, chúng ta về sau làm sao có thể làm người? Cô Reng. Cút, toàn bộ đều cút cho ông đây. Còn gọi điện cho ông đây thì ông đây giết bọn mày. Triệu tiên sinh, đừng có tức giận như thế, tôi là đến giúp ông. Mày là ai? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi có thể giải quyết hoàn cảnh nguy nan trước mắt của ông. Giải quyết thế nào? Chấm dứt là được. Cô coi tôi là đồ ngốc sao? Triệu tiên sinh, ông từng nói là trước giờ vẫn luôn cho rằng sẽ lấy được tiền bồi thường chứ. Trước đó Hoàn Cầu tình nguyện đưa tiền ông, rồi giải hòa trên tòa, hoàn toàn là muốn đè ép dư luận. Nhưng bây giờ dư luận đã đứng về phía Hàn Tiến Vũ, còn những chứng cứ của ông cũng không thể nào định tội cậu ta. Nếu như ông không rút đơn kiện, vậy thì cả đời này sẽ phải sống trong sự quấy rầy của dư luận. Đây là kết quả mà ông muốn sao? Vài ngày sau, Hàn tiên sinh, rất xin lỗi, hai tên lừa đảo. Vô cùng xin lỗi là chúng tôi nhất thời bị tiền tài làm mờ mắt. Lừa đảo thật là... Hàn Tiên Vũ thực sự bị hắt nước bẩn mà. Idol của tôi cuối cùng cũng rửa sạch được oan ức rồi. Tôi vẫn luôn tin tưởng Tiễn Vũ. Kiện bọn họ tội lừa đảo đi. Người ta có lòng tốt giúp đỡ. Các người vậy mà lấy ân báo oán. Đặt xuống. Xong rồi.
Diệp huynh đệ, quan hệ xã hội của cậu thật tốt. Cậu đúng là nhân tài khó tìm à? Chử tổng hài lòng là tốt. Vậy thì hai điều kiện ông đáp ứng với tôi. Yên tâm, kim đồ Bích Hải của cậu chỉ cần trả tôi 7 phần tiền, nó sẽ là của cậu. Ừ, vậy thì cảm ơn ông. Mình biết ngay, Chử Hồng Quang lão hồ liên tinh này tuyệt đối không dễ dàng tuân thủ điều kiện như vậy. Chức vị của cậu tôi cũng đã sắp xếp rồi, cậu xem, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ ký hợp đồng. Đây căn bản không phải là hợp đồng của Giải trí Hoàn Cầu, mà là hợp đồng của quản lý công ty con của Quang Diệu. Những công ty con dưới trướng của Giải trí Hoàn Cầu, công ty Quang Diệu là kém nhất. Hơn nữa, giám đốc là Chu Văn Bân, vô cùng độc đoán. Bên phía Quang Diệu tôi đã dặn dò kỹ rồi, sẽ để tất cả các bộ phận phối hợp với cậu thật tốt. Nghệ sĩ bên Quang Diệu trừ Cung Húc ra, những người còn lại tùy cậu chọn. Ha, tùy tôi chọn. Cả Quang Diệu đó trừ Cung Húc là được. Ra, mình còn có thể chọn cái gì chứ? Đây không phải là Lạc Thần mai danh ẩn tích mấy năm gần đây sao? Mình nhớ là không lâu sau Lạc Thần có một cơ hội nổi tiếng, chỉ cần nắm bắt tốt thời gian. Nhưng mà đời trước cũng không biết tại sao cậu ta lại bỏ lỡ cơ hội đó, sau này hoàn toàn rút khỏi tầm mắt của mọi người. Tôi muốn cậu ta, mình nhất định sẽ để cái tên Lạc Thần này một lần nữa nổi tiếng trong giới giải trí. Cậu xác định? Xác định. Lạc Thần nếu không phải nhắc tới cậu ta, mình suýt nữa còn quên mất có người này. Được, cậu ta là của cậu. Cậu cầm văn kiện này tới tìm Châu Văn Bân làm thủ tục đi. Phòng làm việc với nơi ở của cậu đều là những đãi ngộ ở mức cao. Nếu có chỗ nào không hài lòng thì cứ nói với tôi. Cảm ơn trưởng tổng. Trước đây thấy cậu ta xử lý được việc của Tiễn Vũ, con cảm thấy năng lực cũng không tồi. Bây giờ nhìn lại cũng chỉ có vậy mà thôi. Bây giờ mình có thể ở ký túc xá của nhân viên rồi. Ý, đầu to. Nhưng việc dọn ra khỏi cộng viên là chuyện lớn. Làm sao có thể thuyết phục được Tư Dạ Hàn đây? Đây chính là ký túc nhân viên cùng bọn em đi. Hoàn cảnh cũng không tồi, nhưng em sợ anh ở không quen, không bằng chuẩn bị một số đồ anh cần dùng ở đây đi. Nếu không phải là sợ dọa tới người khác, em còn muốn mang cả Đại Bạch tới nữa. Em đi nấu cơm, Bảo Bảo cứ ngồi đó đi. Có điều cũng tốt nha, nếu không phải công việc yêu cầu, em cũng không thường ở đây. Bảo Bảo, anh có muốn ăn cái? Anh ấy lại làm sao thế? Ding dong. Có người nhấn chuông. Ngoan, em đi xem là ai. Có thể là người của công ty. Tới đây. Hôm nay là ngày đầu tiên mình dọn tới đây, chỉ có người của công ty mới biết được chuyện này. Diệp Bạch, lâu rồi không gặp. Thản Tín Vũ, tôi vượt từ chỗ anh Dương biết được tin cậu đã chuyển đến cạnh nhà tôi nên qua đây chào hỏi một chút. Trùng hợp quá, cậu cũng sống ở đây à? À, tại trước đây tôi bị lộ địa chỉ nên mới chuyển đến đây. Thì ra là vậy, mình tình thật vất vả. Tôi có phải là đang làm phiền hai người không? Sao có thể chứ, mời vào trong. Đây là bạn của tôi, A Cửu. Đây là Hàn Tiến Vũ, là một diễn viên nổi tiếng, xin chào. Xin chào. À, tôi nên về trước thì hơn, đúng rồi. Để cảm ơn cậu, hôm nào cậu rảnh tôi mời cậu đi ăn nhé. Hả? Không, không cần đâu. Cho dù là thân phận bây giờ của tôi là con trai, nhưng đồng ý với Hàn Tiến Vũ như vậy cũng là đang tìm đường chết á. Hàn tiên sinh có thể ở lại dùng bữa với chúng tôi. À, đúng vậy, đừng ngại. Đúng lúc chúng tôi đang nấu lẩu, Tiến Vũ, cậu ở lại ăn với chúng tôi đi. Từ khi nào mà Tư Dạ Hàn ăn nói dễ nghe vậy chứ? Đúng là không thể tin nổi. Đương nhiên là tôi không ngại rồi, nhưng đáng lẽ là tôi mời cậu mới đúng chứ. Ai, chúng ta đều lớn cả rồi, để ý nhiều thế làm gì? Diệp Bạch, cậu làm ở công ty nào vậy? Truyền bá ánh sáng. Thế cậu phải cẩn thận tên Chu Văn Bân đó, đừng để ông ta che mắt. Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi sẽ cẩn thận. Ha ha ha. Lẩu là phải cay mới ngon, đồng ý.
Người người bạn này của tôi lớn lên ở nước ngoài khá là cởi mở, ha ha ha. Cậu chắc chứ? Phụ. Thế nào, suy nghĩ xong chưa? Lạc Thần. Từ 18 tuổi đến giờ, cậu đã đối đầu với tôi 3 năm rồi mà vẫn chuẩn bị sơ sài vậy sao? Rốt cuộc ông muốn như thế nào mới buông tha cho tôi? Lạc Thần. Điều tôi muốn không phải là cậu rất rõ sao? Tôi không phải là kẻ đồng tính, Choang. Tôi muốn đổi quản lý, ha ha ha. Cậu muốn đổi quản lý? Được, cậu đi xin đi. Để tôi chống mắt lên xem ai dám tiếp nhận phế vật 3 năm của tôi. Lạc Thần, cậu yên tâm. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu hơn nữa. Good. Cậu nhẫn tâm nhìn mẹ của mình không có tiền chữa bệnh sao? Ồ, ngoan. Bịch. Ai? Chà, ban ngày ban mặt thế này, quản lý Chu thật là cao hứng, quá nhỉ. Diệp Bạch, cậu đến làm gì thế? Chữ tổng bảo tôi đến đây làm việc, có một số văn kiện cần Chu tổng ký. Vậy mau đưa qua đây. Sột soạt. Còn không mau cút, vâng ạ. Cậu là Lạc Thần hả? Hãy đi theo tôi. Diệp Bạch, cậu thế này là ý gì? Bộp, Chu tổng, ông không đọc văn kiện sao? Lạc Thần giờ đã là nghệ sĩ của tôi rồi. Không, không thể nào. Nếu như Chu tổng không tin, có thể đi hỏi Chử tổng. Hỏi thì hỏi. Alo, Chử tổng, Diệp Bạch cậu ta. Vâng. Tôi cũng tán thành quyết định của Chử tổng. Chử tổng anh Minh. Hứ, Diệp Bạch, cho dù cậu có đưa Lạc Thần đi thì cũng không làm được trò trống gì đâu. Biết đâu được, cảm ơn Chu tổng nhắc nhở. Chúng ta đi thôi, Lạc Thần. Lạc Thần, cậu phải suy nghĩ kỹ. Cậu thực sự muốn đi cùng người quản lý không chút kinh nghiệm sao? Cậu ta có thể sẽ hủy hoại cậu. Đến lúc đó, cậu lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho mẹ đây? Đứng dậy. Lạc Thần, cậu. Đáng ghét, Lạc Thần sắp vào tay rồi. Đều tại tên Diệp Bạch đáng ghét làm hỏng chuyện tốt của mình. Có điều Lạc Thần đã không còn như trước. Để mình xem cậu ta với tên Diệp Bạch không có kinh nghiệm kia có thể làm được cái gì chứ. Tự xử lý vết thương đi. Bộ dạng này của cậu ta với 3 năm trước hình như cũng không khác là bao. Gương mặt vẫn hoàn mỹ như cũ, ngồi xuống. Nhưng hình như hai mắt có nhiều phiền muộn không được sáng. Mới 18 tuổi đã đỏ rồi. Cứ tưởng có thể theo đuổi ước mơ, giúp mẹ kiếm tiền, sống những ngày tháng tốt đẹp. Nhưng tất cả đều bị Chu Văn Bân phá hỏng. Tình mẫu tử tràn lan, một chú thỏ trắng đáng thương. Hừm, còn có chuyện gì nữa không? Mặc dù người này vừa cứu mình thoát khỏi tay Chu Văn Bân, nhưng không ai mà biết được anh ta có phải là Chu Văn Bân thứ hai không? Xin lỗi, phân tâm rồi. 3 năm qua cậu chưa từng nhận đóng quảng cáo nào sao? Đời tư thế nào? Chưa nhận đóng quảng cáo nào, không có đời tư. Weibo bây giờ của cậu là do Chu Văn Bân quản lý sao? Đúng vậy. Được rồi, tôi sẽ lấy lại. Cậu có người yêu chưa? Hay đã từng yêu ai? Không, không có. Cũng chưa từng. Vậy đối tượng mà cậu muốn lấy thì sao? Còn con gái? Dạ, quên mất. Đây là vấn đề nhạy cảm của cậu ta. Rất xin lỗi vì đã hỏi cậu câu đó. Nhưng kể từ hôm nay, tất cả những công việc đời sống của cậu đều do tôi phụ trách. Hơn nữa, chuyện gì đột nhiên xảy ra cũng phải nói cho tôi đầu tiên. Tôi sẽ hợp tác. Quả nhiên quản lý này cũng là loại người giống như Chu Văn Bân. À, công ty đã gửi cho cậu lương cơ bản chưa? Nửa năm rồi chưa có gửi. Thế khoảng thời gian này cậu đang làm gì? Đi làm thêm. Lại để cho một nghệ sĩ đi làm thêm. Chu Văn Bân này là muốn ép Lạc Thần vào đường cùng mà. Công ty thiếu lương cậu, tôi sẽ nghĩ cách bảo người ta trả cho cậu. Cậu nói sao? Lương của cậu ý, không phải là cậu cần tiền chữa bệnh cho mẹ sao? Hôm nay dừng lại ở đây, 9 giờ ngày mai đến công ty quay video ngắn và chụp ảnh, về nghỉ sớm đi. Được, cảm ơn.
Mình đâu đáng để cậu ta tốn nhiều sức như vậy, còn gây thù với Chu Văn Bân nữa. Tại sao lại đặt mình vào ván cờ đỏ đen này chứ? 3 năm nay mình không quay quảng cáo rồi. Nói là sợ ông ta, nhưng là mình sợ không làm được. Mặc dù trước mắt việc cần làm và việc học quá nhiều, nhưng mình thật sự rất thích cái cảm giác tràn ngập thú vị như thế này. Loại cảm giác mình thật sự được sống cho bản thân. Tin tin. Diệp Bạch, lên xe đi. Hàn Tiến Vũ, tối nay có một buổi party, chúng ta cùng nhau đi. Tôi có thể giới thiệu cho cậu quen biết vài người trong giới giải trí. À, thế thì cảm ơn nha. Bây giờ vừa đúng lúc, tôi muốn mở rộng thêm mối quan hệ. Xem ra giúp Hàn Tiến Vũ là thật. Là giúp đúng người rồi. Hơ, sao anh không nói với tôi? Là bà Ti Hồ Bơi chứ. Sao thế? Làm sao ư? Đầy quả thật. Quá tuyệt vời. Vui như thế sao? Lúc trước nghe có thông tin từ Hứa Dịch, Tư Dạ Hàn hôm nay đi công tác chưa về. Cơ hội tốt thế này sao lại không thể hài một chút chứ? Nhìn kìa, ở cửa đó không phải là Hàn Tiến Vũ sao? Bên cạnh Hàn Tiến Vũ không phải là người mới của Hoàn Cầu sao? Thật là đẹp trai nha. Hoàn Cầu từ khi nào mà đào ra một người mới xinh đẹp như thế? Vậy mà tôi lại không biết. Mọi người, cậu ấy tên là Diệp Bạch, là người đại diện, xin mọi người chỉ dạy nhiều. Tiến Vũ, cảm ơn nhiều nhé. Hôm nay tôi quen biết được rất nhiều người. Bịch, không có chi. Có điều cậu xác định vẫn muốn nữa. Sao thế? Tôi cảm thấy cậu có khả năng là chịu không nổi rồi. Ước, sao có thể chứ? Tôi vẫn còn tỉnh lắm. Ai da, tiểu thiên sứ Tiễn Vũ, vóc người ngày càng tốt nha. Tiễn Vũ, có em trai đẹp trai như thế mà không giới thiệu cho tôi một chút sao? Chị Hâm, cậu ấy là bạn của tôi Diệp Bạch. Người ta có bạn gái rồi, chị đừng có mà ngấp nghé đó. Có bạn gái thì làm sao? Tôi cũng không muốn làm bạn gái cậu ta. Chị Hâm, cậu ta thật không phải là loại người đó. Đây là ảnh hậu Kiều Khả Hâm. Đáng ghét, chỉ nói đùa thôi mà. À không đúng, bây giờ cô ấy vẫn chưa lấy được giải ảnh hậu. Có điều lễ trao giải sắp cũng diễn ra rồi. Kiều Khả Hâm, loại diễn viên dựa vào mặt kiếm cơm điển hình, đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy được một giải thưởng có giá trị nào. Bởi vậy thường bị các nữ diễn viên nói xấu. Tôi sao lại không phải loại người đó? Tôi chính là loại người đó nha. Chị xinh đẹp, chị thích tôi không? Chị xinh đẹp, tôi xem cho chị một quẻ nhé. Cậu còn biết xem bói. Thật ngại quá, cậu ấy uống say rồi. Cái tên Diệp Bạch này uống rượu vào cũng nát quá rồi. Tôi đoán rất chuẩn nha. Tôi có thể bói ra người nhận giải ảnh hậu lần này chính là chị xinh đẹp đó. Dỗ người ta mà cũng không có chút thành ý gì hết. Tôi thật không có gạt người. Tôi không những xem được là chị là ảnh hậu, còn xem được ảnh đế là tiền bối Lý Trung Nghĩa. Nữ phụ xuất sắc nhất là Lâm Giai Âm. Nam phụ xuất sắc nhất là Mạnh Lương Giác. Người mới xuất sắc nhất là... Ha ha, cái gì là nói dối không chớp mắt. Tôi coi như đã được diện kiến rồi. Nếu chị không tin, chúng ta đánh cược đi. Được, được. Chúng ta cược cái gì? Diệp Bạch. Những giải thưởng mà tôi nói, nếu sai dù chỉ một cái thì coi như tôi thua. Tùy ý chị muốn làm gì cũng được, nhưng nếu tôi thắng, nếu cậu thắng thì thế nào? Chị xinh đẹp, hôn tôi một cái đi. Cái tên nhóc xấu xa này, cậu cứ ở đó mà uống đi, tôi đi trước đấy. Ha, chị xinh đẹp đến đây chơi nào, ước. Hai, thật là đau đầu. Cạch két, anh là... Từ cửu, khí thế thật mạnh mẽ. Dạ, từ tiên sinh đến tìm Dịch Bạch sao? Tên nhóc này uống nhiều rồi. Phù phù phù. He he he, người đẹp, cợp cợp cợp. Anh trai xinh đẹp, tôi thấy tôi với anh rất có duyên. Hay là để tôi xem cho anh một quẻ nhé. Xinh xinh đẹp. Anh trai, tôi thấy anh quấn quanh thân là khí phái quyền quý,
mệnh cách cửu ngũ chí tôn, sờ sờ. Chỉ tiếc là đường nhân duyên của anh quá mỏng, trọn đời cô đơn lẻ bóng. E là đời này chỉ có thể cô độc một mình. Nếu như muốn hóa giải chỉ có một cách. Cách gì? Xem điệu bộ của tên nhóc này thật sự là biết xem bói ha. Không sao, không sao. Anh trai đừng khẩn trương. Trong mệnh của anh chỉ thiếu tôi. Chỉ cần ngủ với tôi là được rồi. Tôi tin cậu không bình thường rồi. Ha ha ha. Đi ngủ, đi ngủ. Hai người này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Bây giờ thì coi như mình biết tại sao Từ Cửu nhìn không được thẳng cho lắm. Chắc là bị cái tên nhóc đó cưỡng ép trêu ghẹo rồi. Nơi này không nên ở lâu. Người đẹp, đêm nay chỉ bằng chúng ta nói chuyện thơ ca, tâm sự chuyện nhân sinh thế thái. Tôi cam đoan sẽ không làm gì hết. Nếu người hôm nay không phải anh, em cũng sẽ lôi người ta lên giường sao? Làm sao có thể? Anh trai này chính là người được định sẵn trong mệnh của người ta. Người ta chỉ ngủ với anh. Nhìn cho kỹ anh là ai? Nhìn kỹ rồi nha, anh chính là đại mỹ nhân, là anh trai xinh đẹp, là cục cưng của em. Cục cưng trời lạnh tặng quần áo cho em, đút em ăn cháo. Cục cưng có bạch hổ, em thích cục cưng nhất, được lắm. Tưởng là như thế anh sẽ tha cho em sao? Cục cưng, anh vậy mà lại dám ở sau lưng em làm loạn. Em nói anh làm loạn. Anh còn không thừa nhận, anh nhìn xem trên cổ của anh, nào là dấu răng dấu hôn. Anh đồi phong bại tục, anh đáng ghét, không ngờ rằng anh là loại người đó. Sớm biết như thế, tối qua đã không mềm lòng với cô ấy. Rinh rinh rinh, hả Tiện Vũ, Tiện Vũ, anh nói cái gì, tôi trêu người. Đúng đó, tối qua cậu không những trêu Tư Cửu, còn đánh cược với Kiều Khả Hâm nếu như cậu thắng thì cô ấy hôn cậu một cái. Dạ, anh đừng nói nữa. Cục cưng, em sai rồi. Em làm loạn, là em đổi phong bại tục, em đáng ghét. Hâm, rất tốt, rất hoàn mỹ, đổi tư thế khác. Đây không phải là Lạc Thần sao, anh đến đây làm gì? Người đại diện bảo tôi đợi anh ấy ở đây. Ha, người đại diện, cái tên công tử bột đó à? Anh bân lăng xê cho anh còn không được, tưởng đổi người đại diện là có thể đổi đời sao? Đừng nói như thế, người ta cũng là tiền bối ra mắt từ 3 năm trước nha. Ha ha ha. Chúng tôi phải chụp hình, làm ơn đừng có đứng ở chỗ này vướng tay vướng chân. Rầm. Tay trơn, tiền bối xin lỗi nhé. Các người, ha ha ha, đồ hèn. Bợp. Ai da, thật là náo nhiệt. Yo, là đại diện Bạch sao? Phiền anh quản lý nghệ sĩ của mình, đừng để anh ta cắn loạn. Diệp, Diệp Bạch, chúng ta đi. À, tôi quản lý người có tốt không? Không quan trọng, có điều tôi muốn phong sát một hai người cũng là chuyện rất đơn giản. Phong sát chúng tôi, dựa vào anh, thật đúng là tự làm mình bẽ mặt. À, phải không? Alo, Tổng Giám Đốc Trừ à? Không có chuyện gì, chỉ là muốn nói với ngài phòng sát một vài người thôi. Cái gì, những nghệ sĩ hạng hai trở xuống, tùy ý tôi xử lý sao? Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Tên Diệp Bạch này, hiện giờ là tâm phúc bên cạnh Giám Đốc Trừ, nói không chừng hắn thật sự có thể phong sát chúng ta. Anh Diệp, chúng tôi sai rồi, chúng tôi nhất thời xúc động. Anh cho cơ hội lần này, chúng tôi không dám nữa. Mấy người cần xin lỗi, không phải tôi. Tiền bối Lạc Thần xin lỗi, mong anh tha lỗi cho sự vô lễ của tôi. Không tệ. Anh Hạo, hắn ta lừa chúng ta, căn bản là hắn không có gọi điện. Anh dám chơi tôi. Ngứa ra rồi đúng không? Đây mới chỉ là cảnh cáo, đừng tưởng tôi không dám làm. Anh, chết tiệt. Cảm ơn anh Diệp. Lần đầu tiên có người ra mặt giúp một kẻ vô dụng như tôi thế này. Mau đến phòng trang điểm đi. Đúng đúng, để ở đó đi. Không tệ. Chẳng trách Chu Vân Bân 3 năm nay lúc nào cũng nhớ đến Lạc Thần. Khí chất của Lạc Thần đúng là khó tìm.
Cảm ơn anh Diệp, chủ đề ghi hình hôm nay là gì vậy? Là quay video, còn nhớ đoạn lời thoại này chứ? Còn nhớ, đây là lời thoại của bộ phim Kinh Long. Sao có thể quên được chứ? Từng từ từng chữ trong lời thoại của phim Kinh Long, mình đều nhớ rất rõ, không sót một chữ nào. Mình thực sự thích diễn xuất, thì hóa thân vào cảm xúc của mọi loại người. 3 năm đóng phim là hồi ức đáng quý duy nhất của mình. Hôm nay chúng ta sẽ quay đoạn này. Mình muốn diễn lại đoạn này, nhưng đã 3 năm không diễn rồi. Sinh ra là một tội ác. Tốt một cái sinh sinh. Làm lại. Sinh ra là một tội ác. Tốt một cái sinh ra là một tội ác. Ta với chư vị. Biểu cảm quá đơ. Tôi bảo cậu diễn lại, chứ không bảo cậu đọc lời thoại. Sinh ra là một tội ác, làm lại. Sinh ra là một, làm lại. Tích tắc. Sinh ra, tích tắc. Làm lại. Làm không nổi. Mình quả nhiên không làm nổi. Lạc Thần hình như rất ghét gương mặt này của bản thân, lúc nào cũng trốn sau lớp mặt nạ đơ cứng kia. Mặc dù cũng đã liệu được phần nào, nhưng thực tế vẫn tệ hơn so với tưởng tượng nhiều. Lạc Thần, mọi bi kịch của cậu không phải vì bộ mặt này, mà là vì cái tính nhu nhược của cậu. Mạnh Lương Sở 18 tuổi đã làm ảnh đế, bởi vì bố cậu ấy bị bệnh nặng. Thẩm Tịch 6 năm sau cũng vậy, trở thành ảnh đế thứ hai. Lý Trung Nghĩa 30 năm, diễn nam phụ. Năm 53 tuổi mới được diễn nam chính và đồng thời thành công rực rỡ. Kiều Khả từ khi vào nghề liên tục bị ném đá, nhưng rồi ngược dòng mà lên, đi lên từ con số 0. Muốn đứng trên đỉnh của giới giải trí, sau này cậu còn phải chịu áp lực gấp trăm lần thế này nữa kìa. Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nếu cậu còn giữ thái độ này, thì việc hợp tác giữa chúng ta kết thúc tại đây. Lần cuối cùng, tất cả mọi người chuẩn bị. Mình, hết lần này là mình bị bỏ rơi rồi sao? Nếu như anh Diệp bỏ rơi mình lại phải quay về với lão Chu Vân Bân kia ư? Bắt đầu. Hả? Nếu đã như vậy, tốt một cái sinh ra đã là tội ác. Tốt một cái sinh ra đã là tội ác. Ta, Lâm Lạc Trần, với các vị không thù không oán, nhưng từng người các vị lại muốn ép ta, dồn ta vào chỗ chết. Nếu đã như vậy, từ giờ trở đi, một người cản ta, ta sẽ giết một người. Cả thế giới cản ta, ta sẽ giết cả thế giới. Thiên hạ phụ ta, ta sẽ lật đổ càn khôn này. Im lặng. Đứng dậy. Lo lắng. Như này không phải rất tốt sao? Á, không ngờ lại làm cậu ta khóc rồi. Có phải lúc nãy mình đã hung dữ quá không? Khóc cái gì? Nước mắt nam nhi không dễ rơi. Cảm ơn. Có lẽ do cậu lâu rồi không luyện võ nên hơi lạ. Tôi đã sắp xếp cho cậu mấy khóa võ thuật. Mấy ngày nay cậu hãy chuyên tâm luyện tập với thầy giáo. Cậu cầm lịch học đi, mấy chuyện khác không cần quan tâm. Người không quan trọng cũng không cần để ý tới. Chu Văn Bân từ trước đến nay chưa từng vì mình làm những chuyện này. Diệp Bạch, anh ấy thật sự đang sắp xếp tương lai cho mình. Sao, có vấn đề gì à? Không có gì. 2 tuần sau, lớp vũ đạo. Vai nâng quá cao rồi. Bộp. Vô, không ngờ tiền bối Lạc Thần lại đang luyện võ chứ. Không phải tập nhảy đấy. Nỗ lực như vậy, tiền đồ chắc chắn rất rộng mở. Bộp. Chó cậy thế chủ thôi. Dù sao cũng ở bên một chủ nhân có sức nhẫn nại thế cơ mà. Tiền bối Lạc Thần phải cố lên nhé. Vút vút vút. Phòng tổng giám đốc, gần đây tên nhóc kia thế nào rồi? Anh Bân yên tâm đi, chẳng có gì đâu. Đang cố ra vẻ thần bí thôi, đừng lơ là. Không ngờ thằng đần Diệp Bạch kia lại bảo Lạc Thần luyện võ. Hừ, ngược lại ta muốn xem. Các ngươi có thể làm nên trò trống gì? 2 tuần rồi, ngoài luyện võ ra thì Diệp Bạch chẳng sắp xếp gì cho mình nữa. Ngay cả việc vặt cũng không luôn.
Nhưng thuốc của mẹ càng ngày càng đắt. Nếu vẫn không được nhận thì bây giờ là bản tin nhanh của giải trí tối nay. 3 ngày trước, nhà văn võ hiệp nổi tiếng lúc bấy giờ, ông Lâm Tôn đã từ trần hưởng thọ 83 tuổi. Giới giáo dục và giải trí không ngừng bày tỏ lòng thương tiếc. Ông Lâm Tôn, tác giả cuốn Kinh Long Vậy Mà Lại, đã có rất nhiều bộ tiểu thuyết võ hiệp của ngài Lâm Tôn được chuyển thể thành phim điện ảnh. Vậy thì mình... Reng reng reng. Alo, Lạc Thần, thằng nhóc cậu được lắm. Nhìn không ra cậu lại giấu kỹ như thế. Cái gì? Sao còn giả bộ với tôi nữa hả? Bài post Weibo của cậu đã được chia sẻ rầm rộ rồi kìa. Weibo gì? Kéo ra. Lâu rồi không gặp, tôi quay lại rồi. Cái này chụp ngày hôm qua. Nhìn thấy số lượt theo dõi và chia sẻ chưa hả? À, Lạc Thần đăng Weibo rồi, đẹp muốn đẻ trứng. Còn đẹp trai hơn cả 3 năm trước nữa, đúng không? Chẳng hề kém sắc chút nào. Đạo diễn của Kinh Long vừa đăng Weibo, đã quyết định quay phần 2 rồi. Vai Lâm Lạc Trần, ngoài Lạc Thần ra thì không có ai thích hợp hơn. Dựa theo tình hình hiện nay, vai Lâm Lạc Thần của Kinh Long 2 nhất định sẽ thuộc về cậu. Chúc mừng nhé. Ê, Lạc Thần, đâu rồi? Xem Weibo chưa hả? Ừ, tôi xem rồi. Không ngờ vẫn có nhiều người kỳ vọng ở mình như vậy. Thằng Lạc Thần chẳng qua chỉ hot một nhờ một cái bài đăng Weibo thôi. Hoảng hốt cái gì? Nhưng mà anh Bân à, bởi vì Lâm Tôn lão tiên sinh mất vì bệnh, đạo diễn Tống nói muốn hoàn thành di nguyện của ông ấy, chuẩn bị quay Kinh Long 2 rồi. Hơn nữa còn đăng cuộc bỏ phiếu vai diễn lên Weibo. Trước mắt vai Lâm Lạc Trần, số phiếu của Lạc Thần là cao nhất. Cái gì? Tên nhóc Diệp Bạch cũng quá may mắn đi, không ngờ lại biết đoán mệnh. Sao lại biết chọn thời điểm vậy chứ? Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Ha ha ha, rất tốt, rất tốt. Quả nhiên tôi không nhìn lầm người. Lần này cậu làm cực kỳ tốt. Tháng này tôi sẽ bảo bộ phận hỗ trợ tăng tiền thưởng cho cậu. Kim Đô Bích Hải này cũng đưa cho cậu trước. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Hay lắm, nhà cũng có, tiền cũng có rồi. Mình phải mau chóng quay về tra điểm thi đại học thôi. Thiên linh linh, địa linh linh. Thầy giáo tư, thời khắc kiểm nghiệm thành quả dạy dỗ của thầy đã tới rồi. Căng thẳng, căng thẳng. Click, thề thề. Qua, wow, điểm toán của em vậy mà lại là điểm tuyệt đối. Diệp oan oán. Thi vào truyền thông đế đô, ổn thỏa rồi. Ê, sao anh không kinh ngạc chút nào thế? Có phải anh lén điều tra kết quả của em trước rồi không? Em cho là có cần thiết không? Vâng vâng vâng, không cần thiết. Công việc cũng đi vào ổn định. Nhà cũng lấy được vào tay rồi. Thi thì được điểm cao. Mình rốt cuộc cũng có thể về nhà rồi. Hơn nữa sắp đến thọ yến của ông nội rồi. Vừa hay thời dịp này quay về một chuyến. Kiếp trước tại buổi thọ yến của ông nội, Cố Việt Trạch tuyên bố giải trí hôn ước với mình. Cùng lúc đó tuyên bố đính hôn với Diệp Y Y. Lúc đó mình không khống chế được, không những là mất mặt ba mẹ còn đắc tội với ông nội. Nhưng kiếp này mình tuyệt đối sẽ không để đám người đó làm nhục ba mẹ lần nữa, càng sẽ không để ông bà nội càng ngày càng xa cách. Không chơi chết cái tên đàn ông cặn bã đó, tôi không mang họ Diệp. Liên lạc rồi. Vâng, Mai đại sư sẽ lấy danh nghĩa của Diệp tiểu thư mà mừng thọ Diệp Hồng Quy. Nào là nói không cho Diệp Oản Oản rời khỏi Cẩm Viên, nào là nói không cho Diệp Oản Oản lui tới với người nhà. Nguyên tắc từng cái nát bét đi thì thôi đi, còn âm thầm làm chỗ dựa cho người ta. Cũng không sợ phá vỡ lập trường nữa rồi. Chợ đầu cổ bắt tiên. Đêm nay buổi thọ yến của ông sẽ bắt đầu rồi, nên mua lễ vật gì thì được đây. Tại sao người này nhìn hình như có vẻ quen biết mình? Nhìn chằm chằm vào tôi thế đủ chưa? Tôi nhìn cô em có chút quen, giống như đã gặp qua ở đâu rồi. Mở hàng cả ngày, cả một ngày rồi, buôn bán thật khó khăn. Nhìn xem chút đi. Đây là cái gì? Em gái, tôi biết cô không phải là người thường mà. Thật biết nhìn hàng. Cái này là tác phẩm nghệ thuật dùng đầu lâu của chân thú
vùng địa cực, được điêu khắc tỉ mỉ, rất thích hợp với cô, để ở trong nhà có thể trừ tà ma. Thế cái này bao nhiêu tiền? Rất rẻ, 10 vạn một cái. Tạm biệt. Ấy ấy, đừng đi, 1 vạn, 5 ngàn. Hay là 1 ngàn? Không thể rẻ hơn. 100, tặng thêm cái hộp. Được được được, bán cho cô. Nếu không phải 3 tháng rồi không bán được. 10 vạn ít hơn 1 đồng cũng không được. Kiểm tra kỹ rồi, không được đổi trả hàng. Em gái, tôi tên Nhiếp Vô Danh, em tên gì? Ồ, tôi tên Diệp Hữu Danh. Ha, Diệp Hữu Danh, thú vị. Mẹ, con muốn cái này. Tiểu huynh đệ thật là có mắt nhìn đấy. Đây là do tôi năm đó tay không giết gấu Bắc Cực, dùng da lông. Hả, đừng đi. Mẹ ơi, chú này thật là kỳ quái. Đi mau, đi mau. Thật là một người kỳ quặc. Wow, trước mắt là những nghệ sĩ đắt giá nhất trong nước đều đang ở đây. Nhà họ Diệp quả là lợi hại, tổ chức lớn như vậy tôi còn chưa thấy qua. Dừng lại. Cẩn thận một chút. Đó là nghệ sĩ nào? Sao đó giờ chưa thấy qua? Đó là Diệp Y Y, bảo bối của Diệp Nhị Lão, cháu gái ruột nhà họ Diệp, tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Diệp, con gái của Diệp Hiệu An. Ồ, thế quan hệ giữa Diệp Y Y và Cố Việt Trạch xem ra là không phải bình thường. Nhưng sao tôi nghe nói Cố Việt Trạch có vị hôn thê rồi? Có thì có, là con gái của Diệp Thiệu Đình, Diệp Oản Oản. Con gái của Diệp Thiệu Đình, cả nhà đều là cực phẩm, chả trách. Nơi này là khu vực tư nhân, mời xuất trình giấy thông hành. Xin thông báo một tiếng, Diệp Thiệu Đình đến mừng thọ của cha. Xin hỏi, ngài có thiệp mời không? Anh có biết chúng tôi là ai không? Chúng tôi đến mừng thọ ông nội, cần gì mời cái thiệp mời chứ? Mộ Phàm, đừng có xúc động như vậy. Ha ha, mới nhắc cực phẩm đến rồi, ai da, tố chất thật là kém cỏi.